Anh lại thượng tọa Minh Hạnh. Nhật Quỳnh kính lạy quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lạy cô tu nữ Thâm Má Chari. Nhật Quỳnh kính chào chị Sương Mai. Kính chào Vinh Vát Tha Ná, mến chào Xích Trần Đào, kính chào Vĩnh Long Phật Tử. Kính chào Chanh Đá Rá, mến chào Thanh Thủy. Mến chào Xích Hoa Nguyệt, mến chào Trang Đông. Kính chào Minh, kính chào IQ em đó. Kính chào Âu Sắc Linh, kính chào Tâm Hạnh. Chào Trần Thư, mến chào Dung Nguyễn, mến chào Cẩm Vân. Mến chào sự Kim Nhung, mến chào Thành Lạc, kính chào 2006. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Sa thủ lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay đức tăng truyền trao tâm quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Quỳnh xin thành kính cảm ơn Vinh Quát Tha Ná đã thay mặt đạo tràng để bái tam bảo và thọ trì quy giới. Con thành kính đảnh lễ đại đức Tuệ Nhẫn vừa quan năm vào đạo tràng. Dạ, con không biết sư có thời gian để cùng với chúng con ôn bài pháp cú kinh số 234 không bạch sư. Nếu sư có thời gian thì cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ, sa thủ lành thai. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tuệ Nhẫn nhà từ bi hoan hỷ đăng đàn để cùng với chúng con tuyên phong ôn bài pháp cú kinh số 234. Con kính nhân mít đến sư ạ. Dạ, con cung kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Con cung kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng. Sư thân chào tất cả quý cô tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, hôm nay là buổi thuyết phản giảng của chúng con và sư xin ngâm câu kệ số 234 ạ. Kayena sang vuta thira atho vacha ya sang vuta manasa sang vuta thira teve supari sang vuta kayena sang vuta thira atho vacha ya sang vuta manasa sang vuta thira teve supari Risang Bhutan Kayena sang Bhuta Thira Atho Vacha Yasang Bhutan Manasa sang Bhuta Thira Teve Supa Risang Bhutan. Bậc trí bảo vệ thân, bảo vệ đuông lời nói, bảo vệ cả tâm tư ba nghiệp khéo bảo vệ. Bản dịch của Hòa Thích Minh Châu ạ. Một lần nữa con kính đảnh lễ chư đại đức tăng và sư xin nhường mic lại cho room ạ. Sa thú lành thai sư Tuệ Nhẫn, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng, con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh sư Tuệ Nhẫn, cô tu nữ Thâm Má Chá Rí. Con không thấy cô tu nữ tại vì sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 234. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Ca về na sằng bú ta thi ra á thô hoa cha giá sằng bú ta ma na sa sằng bú ta thi ra tê quê su pa ri sằng bú ta ca về na sằng bú ta thi ra á thô hoa cha giá sằng bú ta ma na sa sằng bú ta thi ra tê quê su pa ri sằng bú ta ca về na sằng bú ta thi ra á thô hoa cha giá sằng bú ta ma na sa sằng bú ta thi ra tê quê su pa ri sằng bú ta. Bậc trí bảo vệ thân, bảo vệ luôn lời nói, bảo vệ cả tâm tư, ba nghiệp khéo bảo vệ. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ca về na sằng bú
thô va cha ya sang vu ta ma na sa sang vu ta thi ra tê quê su ba ri sang vu ta. Người khôn biết chế phục thân, chế ngăn lời nói do sân ác hành, thu thúc tâm ý trong lành, khéo thai bảo vệ ba sanh nghiệp này. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Thành kính mời chị Sương Hoa. Dạ con Sư Mai, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Con kính lễ chư Tôn Đức, con kính lễ chư quý bà quý cô tu nữ và Sư Mai kính chào chư quý cận sự. Con xin đọc Pháp Cú 204. Ca Dê Ná Sang Út Ta Thi Ra Á Thô Hoa Cha Giá Sang Út Ta Má Ná Sa Sang Út Ta Thi Ra Tê Quê Su Pá Rí Sang Út Ta Ca Dê Ná Sang Út Ta Thi Ra A Thô A Thô Hoa Cha Giá Sang Út Ta Má Ná Sa Sang Út Ta Thi Ra Tê Quê Sang Sa Tê Quê Su Pá Rí Sang Út Ta Ca Dê Ná Sang Út Ta Thi Ra A Thô Hoa Cha Giá Sang Út Ta Má Ná Sa Sang Út Ta Thi Ra Tê quê su pa ri sang u ta ca ye na sang u ta thi ra a pa cha ya sang u ta ma na sa sang u ta thi ra tê quê su pa ri sang u ta các bậc trí bảo vệ thân bảo vệ luôn lời nói bảo vệ cả tâm tư ba nghiệp khéo bảo vệ bản hòa Phổ Thơ Hòa Thượng Minh Châu, người khôn biết chế phục thân, chế ngăn lời nói do sân ác hành, thu thúc tâm ý trong lành, khéo thai bảo vệ, ba sanh nghiệp lành, bản chuyển ngữ Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, kính mời Ái Minh ạ. Dạ, sa thú lành thay, em cảm ơn chị rất là nhiều. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, kính đảnh lễ ân đức giáo pháp, kính đảnh lễ ân đức chư tăng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tuệ Nhẫn, cô tu nữ Tham Ma Cha Ri, cô tu nữ Tuệ Duyên. Dạ, mình kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Cảm ơn chị Trần Đạo, chị Sẵn Đông, chị Kim, chị Nhật Quỳnh.
Dạ, con xin phép được cho bài câu pháp cú số 234. Ca dê nát phần vũ tà thi ra, á thô va cha giác phần vũ tà. Ma nát phà phần vũ tà thi ra, tê quê su ba ri phần vũ tà. Ca dê nát phần vũ tà thi ra, á thô va cha giác phần vũ tà. Ma nát phà phần vũ tà thi ra, tê quê su ba ri phần vũ tà. Bậc trí bảo vệ thân, bảo vệ luôn lời nói, bảo vệ cả tâm tư, ba nghiệp khéo bảo vệ. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Ca dê na sang vu ta thi ra, a thô va cha na sang vu ta, ma na sa sang vu ta thi ra, tê vê su ba ri sang vu ta. Ca dê na sang vu ta thi ra, a thô va cha giác phần vũ tà, ma na sa phần vũ tà thi ra, tê vê su ba ri phần vũ tà. Người khôn biết chế phục tâm, biết ngăn lời nói do sân ngã hành, thu thúc tâm ý trong lành, khéo thay bảo vệ ba sanh nghiệp này. Hổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Hay mình đã trả bài xong, kính mời chị Kim Nhung tiếp theo ạ. À, em kính mời chị. Dạ, alo, dạ, dạ con Kim Nhung ạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ân Đức Phật, con kính đảnh lễ ân Đức Pháp, con kính đảnh lễ ân Đức Tăng, con kính đảnh lễ sư Minh Hạnh, con kính đảnh lễ Tuệ Nhẫn, con kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên, con kính đảnh lễ cô tu nữ Thamachari. Dạ, con kính chào các anh chị ở trong lớp học. Dạ, kính cảm ơn chị Rạng Đông, Ái Minh và chị Nhật Huỳnh cho biết tín hiệu đã nghe rõ. Con xin trả bài Kinh Pháp Cú 234. Ca dê na sang vu ta thi ra a thô va cha ya sang vu ta, ma na sa sang vu ta thi ra tê quê su pa ri sang vu ta. Ca dê na sang vu ta thi ra a thô va cha ya sang vu ta, ma na sa sang vu ta thi ra tê quê su pa ri sang vu ta. Ca dê na sang vu ta thi ra a thô va cha ya sang vu ta, ma na sa vu ta thi ra tê quê su ba ri sang vu ta. Bậc trí bảo vệ thân, bảo vệ luôn lời nói, bảo vệ cả tâm tư, ba nghiệp khéo vệ, là bản dịch của Hoa Minh Châu. Ca dê na sang vu ta thi ra, a thô va cha ya sang vu ta, ma na sa sang vu ta thi ra, tê quê su ba ri sang vu ta. Người biết chế phục thân, chế ngăn lời nói do sân ác hành, thu thúc tâm ý trong lành, khéo thay bảo vệ ba sanh nghiệp này, là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã kệ xong. Dạ, kính mời cô Cẩm Vân ạ. Dạ, cảm ơn huynh Watthana đã post bài ạ. Dạ, xin cảm ơn. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Thâm Mà Giá, Nam Mô Sân Kha Giá. Con kính lĩnh lễ Đức Phật, con kính lĩnh lễ Giáo Pháp, con kính lĩnh lễ Đức Tăng, con kính lĩnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Nhẫn cùng Chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong Zoom. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 234. Ca dê ná sâm ú ta thi ra, á thô va cha giá sâm vú ta, má ná sa sâm vú ta thi ra, tê quê xú phá rí sân rí sâm ta.
ca ye na sam bhu ta thi ra á thô va cha giá sam bhu ta má na sa sam bhu ta thi ra tê quê xú phá rí sam bhu ta ca ye na sam bhu ta thi ra á thô va cha giá sam bhu ta má na sa sam bhu ta thi ra tê quê xú phá rí sam Rí sâm bú ta bậc trí bảo vệ thân, bảo vệ luôn lời nói, bảo vệ cả tâm tư, ba nghiệp khéo bảo vệ. Bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu: người khôn biết chế phục thân, chế ngăn lời nói do sân ác hành, thu thúc tâm ý trong lành, khéo thay bảo vệ. Ba sanh nghiệp này bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và cảm nhân đã ôn bài xong, mến mời bàn tay của huynh Quách Tha Ná. Dạ, sa thu sa thu lành tài xích cẩm vân. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya, kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ chư Đại Đức Tăng trong đạo tràng, kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Dạ, con xin được kể kinh pháp cú số 234. Dạ, kính cảm ơn Sít Nhật Huỳnh, cô tu nữ tệ duyên cho biết nghe rõ. Và xin chân đạo. Đà yê na sang vụ ta thi ra, á thô vá cha ya sang vụ ta, ma na sa sang vụ ta thi ra, ê vê su pa ri sang vụ ta. Ca ye na sang vụ ta thi ra, a tho va cha ya sang vụ ta, ma na sa sang vụ ta thi ra, te ve su pa ri sang vụ ta. Ca ye na sang vụ ta thi ra, a tho va cha ya sang vụ ta, ma na sa sang vụ ta thi ra, te ve su pa ri sang vụ ta. Bậc trí bảo vệ thân, bảo vệ luôn lời nói, bảo vệ cả tâm tư, ba nghiệp khéo bảo vệ. Bản dịch của Ngài Minh Châu: người khôn biết chế phục thân, chế ngăn lời nói do sân ác hành, thu thúc tâm ý trong lành, khéo thay bảo vệ ba sanh nghiệp này. Bản phổ thơ của Ngài Giới Đức. Và Nam Mô Buddhaya, con xin được xuống mic. Kính mời cô tứ Tuệ Duyên. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính lễ Thượng Tọa Mạnh Đại Đức Tuệ Nhãn cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính lễ quý bà quý cô tu nữ và thân chào tất cả quý thiện nam tín nữ. Và cảm ơn Nhật Quỳnh đã cho biết nghe rõ. Và bây giờ thì em xin đọc bài Kinh Pháp Cú số 234. Ca ye na sang vu ta thi ra a tho va cha ya sang vu ta manasa sang vu ta thi ra te ve su va ri sang vu ta ca ye na sang vu ta thi ra a tho va cha ya sang vu ta manasa sang vu ta thi ra te ve su va vi sang vu ta. Bậc trí bảo vệ thân, bảo vệ luôn lời nói, bảo vệ cả tâm tư, ba nghiệp khéo bảo vệ. Khổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Người khôn biết chế phục thân, chế ngăn lời nói do sân ác hành, thu thúc tâm ý trong lành, khéo thay bảo vệ ba sanh nghiệp này. Và phổ thơ này của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, bây giờ tự nhiên chưa thấy tín hiệu của ai á.
Dạ, bây giờ kính mời Nhật Quỳnh ạ. Dạ. Dạ, sa thủ kính cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên. Con thành kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Tính vừa quan năm vào đạo tràng. Dạ, cảm ơn cô tu nữ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dung Nguyễn Thanh Thủy Thanh Hoàng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Quý vị đâu rồi? Đưa bàn tay xinh đẹp mình lên. Nhật Quỳnh sẽ nhường mic cho quý vị kể. Dạ. Dạ, đưa tay. Thanh Hoàng không có kể được thì cũng đọc được, hoặc là đọc tiếng Việt cũng được nữa Thanh Hoàng. À, để làm duyên với cái rơm pháp cú kinh chuyên đề đi. Được không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu à. Nam Mô Bụt Thầy dạ. Mời Thanh Hoàng nha. Dạ con nói được không ạ? Mọi người cho con xin tín hiệu ạ. Alo. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Thanh Hoàng ơi, Thanh Hoàng không giữ mic được rồi. Thanh Hoàng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không Thanh Hoàng? Nam Mô Bụt Thầy Giá. Dạ. À, Thanh Hoàng bị trục trặc rồi. Dạ, cảm ơn Thích Đăng Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ thôi, xin Nhật Quỳnh xin ông bài. À, nếu Thanh Hoàng nghe được thì cho Nhật Quỳnh một tín hiệu. À, Nhật Quỳnh sẽ nhường mic. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Con xin được ôn bài pháp cú kinh số 234. Cảm ơn Minh Quách Thanh Á cho bài học. Ca về na sang vô ta thì ra hồ quả cha. Gia sang vô ta ma na sang vô ta thì ra tệ quê sư ba đi sang vô ta. Bậc trí bảo vệ thân, bảo vệ luôn lời nói, bảo vệ cả tâm tư, ba nghiệp khéo bảo vệ. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Cà dê na sang vù ta thi ra, a thô qua cha và sẵn vù ta. Mà na sa sang vù ta thi ra, tệ vê su ba thì sẵn ta. Cà dễ na sang vù ta thi ra a thô qua cha và sẵn vù ta. Mà na sa sang vù ta thi ra để về su ba thì sẵn vù ta. Người không biết chế phục thân, chế ngăn lời nói do ác hành, thu thúc tâm ý trong lành, khéo thai bảo vệ ba sanh nghiệp này. Và đây là bản khổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, cho con nói với Thanh Hoàng một câu. Thanh Hoàng nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Thanh Hoàng ơi, Thanh Hoàng có nghe, nghe được. Nhật Quỳnh nói nha, lần sau nha, ngày mai Thanh Hoàng hoặc sáng mai vô room
Phật giáo Nam Truyền. Thanh Hoàng khi mà cầm mít được rồi, Thanh Hoàng lấy cái tay đẩy lên một cái thì nó sẽ giữ mít được, chứ còn nếu không là nó sẽ buông mít mất tiêu. Nhà đây là Nhật Quỳnh học lớn nha, Nhật Quỳnh không có sử dụng anh thoát bằng điện thoại, nhưng mà Nhật Quỳnh nghe quý vị trong đạo tràng chia sẻ như vậy, mấy vị mà đó thì chia sẻ như vậy đó, Thanh Hoàng thử nha. Dạ dạ, phải mạnh dạn lên, đúng rồi. Dạ rồi, thôi ấy rồi, bây giờ đã hết giờ rồi nên Nhật Quỳnh sẽ mà được và con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Tuệ Nhẫn đã từ bi hoan hỷ tiên phong ông bài pháp cứu kinh số 234. Nhật Quỳnh kính cảm ơn chị Sương Mai, Thanh Hoàng, Quỳnh Quách, Thanh Lá, Cẩm Vân, Kim Nhung, cô Ái Minh, Xích Trần Đạo, Xích Trần Đâm, Quỳnh Quách, Thanh Lá đã hoan hỷ lên kệ kinh. Và bây giờ thì đã đến giờ chúng con học bài mới là câu pháp cứu kinh số 235. Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi chúng ta được đại đức Tuệ Nhẫn. Dạ ma dạ nam mô sang kha dạ nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddhassa nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddhassa nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lại hương pháp màu ánh sáng phi thường chiều khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Viết lòng mở đạo giải đời nhắm vườn lộc dạ ngày dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử có năm thầy thính giữ pháp từ. Đó là nhóm kiều trận như được nếm hương vị hưu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp về còn một lòng chắc ăn thối mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ăn khổ cập mà đám mưa lành rơi khắp thế gian bởi nhân cơ việc trị tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tuệ Nhẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng duyên sự và ý nghĩa câu pháp của kinh số 235. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa và con kính dâng mít đến sư ạ. Dạ, nam mô Bụt Tha Giá, nam mô Tham Ma Giá, nam mô Sang Kha Giá. Vào giờ này chúng ta học cái pháp cú trước khi Pháp sư mắc công việc chút cho chút sư ở điện lại nha. Dạ con xin đảnh lễ ân đức Tam Bảo ạ. Arahang samma sambuddho phagavantang phivadimi svakkhato phagavata thammo thammang namassami Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sanghang Namassami. Con xin nghiêm tịnh thân cung kính đảnh lễ tán dương ơn đức ba ngôi Tam Bảo cao thượng, Đức Thế Tôn đấng toàn trực giác. Ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, đã diệt tận vô minh và phiền não. Ngài xứng đáng là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý đảnh lễ ân đức Pháp Bảo. Pháp Bảo là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành tất cả các căn bệnh phiền não của chúng sanh. Với những ai có niềm tin chân chánh,
thực hành theo giáo pháp, người ấy sẽ được an lạc đời này đời sau và chấm dứt sanh tử ngay trong kiếp sống của mình. Con xin nghiêm tình thân cầu ý, cung kính đảnh lễ ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo là đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm của quần sanh, là phước điền vô thượng cho chư thiên và nhân loại. Nhưng ai có niềm tin chân chánh, gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo, người ấy sẽ gặt hái vô lành, và nhất là thành tựu chi kiến, thành tựu ba la mật và liễu ngộ niết bàn. Phước báo do đảnh lễ ân đức Tam Bảo phát sanh nên kính dâng đến tất cả chư tăng, chư thiên cùng cửu quyền thất tổ, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiện tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư dạ xoa, long vương, cả các bà, súc sinh, ngạ quỷ, phi nhân, A-tu-la, diêm chúa. Mong cho phước báo này đến với tất cả các vị ấy tùy hỷ luôn được sự an vui. Và nhất là phước báo này kính chia đến tất cả đạo hữu Phật tử ở gần, ở xa. Mong cho quý vị luôn được sự an lạc tấn hóa và sớm liễu ngộ được lý tứ thánh đế trong đời sống để chứng nghiệm giáo pháp của Ngài. Nam mô Bụt Tha Giá. Và con cung kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Tính cùng sư huynh Tịnh Đạt cùng với chư tôn đức tăng trên những nít le mà nhà. Hôm nay thì chúng ta học cái câu kệ số 235. Cái phẩm cấu uế là phẩm án áo bắt cá. Và cái câu kệ này con xin đọc một lần ạ. Pandu panaso wada sini nisi yama purisa pichate upathita viyoga mukhe cha tithati tithasi bahay yampi chate na vichati. Và được dịch văn xuôi nè: ngươi giờ đây như chiếc lá úa vàng và sứ giả của thần chết cũng đã đứng gần ngươi. Ngươi đang đứng ở ngưỡng cửa của sự tiêu hoại và tư lương của ngươi cũng không có được biết đến. Đó là bản dịch văn xuôi. Và chúng xin được trích nghĩa tự vựng cái bài này. Cái câu kệ đầu tiên là Pandu Passano Wa Da Nisi. Cái từ Pandu Naso đó thì nó là một cái hợp từ hay là một cái nhóm từ. Và trong câu nó thuộc về, nó là nam tánh, và câu này chia theo chủ cách. Và nó có hai cái hợp từ được ghép lại. Cái từ Pandu, cái Pandu nó là một cái tính từ, một cái tính từ. Cái nghĩa của nó là cái sự héo úa, úa vàng. Và cái từ Panasa, Panasa là một cái danh từ lam tánh, chỉ cho cái chiếc lá nó tới thời vàng. Ví dụ như là chiếc lá nó bị thiếu nước, hay là cái cây nó bị khô cằn, hay là đến cái thời nó thay lá thì cái chiếc lá nó vàng, nó đổi sắc màu để nó chuẩn bị rụng xuống. Và cái từ chá thì chúng ta biết rồi, cái từ vá là nó ví như chiếc lá úa vàng. Và tiếp theo là cái từ đa ni xí. Đa ni xí nó cũng là một cái hợp từ đa lý cộng với á xí. Cái từ đa lý là một cái trạng từ chỉ cho hôm nay. Hôm nay. Còn cái từ ác xí là cái căn của nó là căn ác. Nó là động từ. Đây nó chia theo thể hiện tại. Có nghĩa là thì, là trở thành. Trở thành. Và cái câu kệ thứ hai là Yama Purisa Pi Chate Upathati. Thì cái từ giá mú Purisa đó thì nó là một cái nhóm từ hay là một cái hợp từ.
Và trong câu kệ này nó là lam tánh và nó chia theo chủ cách số nhiều. Gia má hay là gia mú là chỉ cho cái sự thần chết hay là dạ ma. Thần chết ở đây thì chúng ta phải biết là cái sự chết nó có ba cái loại thần chết. Chết trong sắc la, chết trong thay đổi kiếp sống và cái chết của vị A-la-hán đều được gọi là thần chết. Purisa, Purisa là một cái danh từ lam tánh chỉ cho người đàn ông hay người nam nhân. Nam nhân. Và cái từ pí, pí chát thì chúng ta biết là và đó, tiếp theo là cái từ nữa là upatthita. Cái từ upatthita, cái căn của nó là căn tha, tiếp đầu ngữ của nó là upa. Cái động từ của nó là upatthati. Ở đây nó chia theo quá khứ phân từ lam tánh, chia theo chủ cách số nhiều, là đã đứng ở gần, đã đứng ở gần, rất gần rồi. Tiếp đầu ngữ upa là gần, tức là cận kề đó, cận kề. Tha tức là đứng, đứng cận kề cái căn tha. Upatthita tức là nó đã đứng cận kề rồi. Tức là cái thân danh sắc này nó già cỗi, nó già lua quá rồi. Nó chuẩn bị hết cái tuổi thọ của nó rồi. Nghiệp cũng hết mà phước cũng hết rồi trong cái kiếp này rồi. Và tiếp theo, cái câu kệ tiếp theo là quý vô gá mú khê chá tít thá tí tít thá xí. Người đang đứng gần ở ngưỡng cửa của sự tiêu hoại. Quý vô gá mú khê thì nó gồm có cái từ hợp lại là út cộng với yoga cộng với múa khá. Cái câu kệ này thì cái nhóm từ này chúng là trung tâm và chia theo định sở cách. Định sở cách là trên, trong, tại, ở. Cái nghĩa của nó là ở ngưỡng cửa của sự tiêu hoại, của sự tiêu hoại. Ví dụ là cái danh từ lam tánh là sự tiêu hoại, sự chết, tiêu hoại, tan hoại. Tiếp đầu ngữ út tức là khỏi hay là ra ngoài. Căn dút là kết lố. Và cái từ muốn khác, muốn trung tánh chỉ cho cái ngưỡng cửa hay là cái miệng, cái miệng của chúng ta, cửa miệng của chúng ta. Còn tít tha xí, cái căn của nó là căn tha, động từ của nó là tít tha tí. Ở đây nó chia theo tha động từ hiện tại là chỉ cho đứng. Và cái câu tiếp theo là pathe yam pi chate na vichati. Chá thì chúng cái từ chá thì sư nói cũng muốn để đó là cái tiếp cho cái sự và ha. Còn cái từ t đó thì nó là một cái đại danh từ chỉ cho người hay là có những cái tùy theo câu kệ mà chỉ cho cái vật hay là chỉ cho một cái danh xưng. Là cái từ pathay yampi chate na vichati, và tư lương của ngươi cũng không có, lá là không ha. Pathay yam
là cái từ Pattaya là một cái danh từ trung thánh, và câu kệ này chúng được chia theo chủ cấp chỉ cho cái tư lương. Tư lương ở đây chính là cái vật mang theo đi đường xa. Nhưng mà trong cái vấn đề tử sinh á, thì cái tư lương này chỉ cho những cái phước báu như là trì giới, bố thí, những cái vật đã được bố thí, những cái tâm thiện, đại thiện lành đã làm được những cái việc thí, hay là những cái trí tuệ đã đạt được những cái tuệ danh sắc này kia vân vân. Thì khi mà vị đó, cái tư lương ở trong cái câu kệ này là như vậy. Cái từ Pattha, danh từ Lam Tấn, chỉ cho cái sự đường hay là cuộc hành trình. Về cuộc hành trình, cái đường ở đây là chúng ta biết nè, nghiệp. Cuộc hành trình ở đây chính là nghiệp, cái dòng tử sinh, nghiệp chuyển kiếp ha. Và cái câu kệ này Ngài Thích Minh Châu Ngài dịch là: người nay giống lá héo, diêm sứ đang chờ ngươi, ngươi đứng trước sự cửa chết, đường trường thiếu tư lương. Đó là bài kệ ngày hôm nay mà chúng con xin trích nghĩa từ vựng và đọc lên cái bài kệ này đến với chư Đại Đức Tăng và đến quý vị. Chúng ta qua cái phần 2 của cái bài kệ này, đó là cái tích truyện. Thì chúng ta biết là cái tích truyện này gồm có 4 cái câu kệ: 235, 236, 237 và 238. Và con xin đọc là: người nay giống lá héo, diêm sứ đang chờ ngươi, ngươi đứng trước cửa chết, đường trường thiếu tư lương. Hãy tự làm hòn đảo tinh cần gấp sáng suốt, trừ cấu uế thanh tịnh, đến thánh địa chư thiên. Đời ngươi nay sắp tàn, tiến gần đến diêm vương, giữa đường không nơi nghỉ, đường trường thiếu tư lương. Hãy tự làm hòn đảo tinh cần gấp sáng suốt, trừ cấu uế thanh tịnh, chẳng trở lại sanh già. Đúng là cái câu này nó phải là 4 cái câu kệ để mà kết thúc, để mà đi đến đoạn diệt cái vòng tử sinh. Nhưng mà cái câu kệ đầu thì chúng ta học một câu kệ đó, mà con phải đọc hết để chúng ta phải nắm rõ là cái tận cùng Đức Phật dạy này, để chấm dứt cái dòng tử sinh. Dòng tử sinh. Và câu pháp cú này thì được Đức Thế Tôn thuyết khi Ngài lại Chế Tâu Á Ná, đề cập đến con trai của cái ông mà đồ tể mà chuyên giết thịt những cái loài bò, ông mua về để mà đem cho vợ, đem ra chợ bán. Và cái ông này thì thời Đức Phật thì ông sống ở trong cái thành Sawatthi, và ông chuyên giết bò để lấy thịt. Và những cái miếng thịt ngon nào thì đem nấu nướng, rồi ông cùng với vợ con ông ăn những cái miếng thịt đó. Những cái phần thịt ngon của con bò, tức là những cái lưỡi hay là những cái cuốn họng vân vân. Thì những cái phần thịt còn dư đó thì ông mới bán để lấy tiền. Và trong suốt nhiều năm ông mới làm nghề như vậy thì ông không hề có được một cái lần nào cúng dường một cái muỗng cháo hoặc là một cái muỗng cơm đến Đức Thế Tôn. Thì chúng ta biết rằng những cái người ác đó, người ta chuyên làm ác đó, thì người ta gặp những cái người tu đó, người ta tránh né hay người ta rất là bực mình, người ta rất là khó chịu, bởi hai cái dòng tâm thức này nó đi ngược nhau. Do đó mà chính vì vậy nên là kẻ ác mới luôn luôn làm ác và đi đến cái cõi đau khổ là như vậy đó. Thì ông không bao giờ ông đem cúng dường cho Đức Thế Tôn. Rồi ông ta thì có một cái tật rất là xấu. Ông ăn cơm thì chúng ta biết là thời đại bây giờ cũng vậy, có nhiều những cái người người ta không có ăn cá được, người ta chỉ có ăn thịt thôi. Thì cái ông này cũng vậy, ông vắng cái thịt thì cơm, mà mỗi lần nấu cơm lên mà vắng thịt thì ông không có dùng được cái cơm đó. Thì nhà con cũng vậy, có một cái người cháu nó học mấy bằng đại học lận, nhưng mà từ lúc mà nó vào bụng mẹ cho tới bây giờ là nó không bao giờ ăn một hạt cơm nào. Nó chẳng bao giờ nó ăn một hạt cơm, nó chưa biết một hạt cơm là gì. Có nhiều chúng sanh rất là lạ, nghiệp nó chi phối.
Thì cũng trong cái câu chuyện này thì một hôm sau khi lấy hết những cái phần thịt dành cho mình, rồi ông ấy giao cho vợ để mà nấu những cái món vật thực dành riêng cho mình. Cái phần thịt còn lại thì ông ấy đem đi bán hết. Bán xong rồi ông ấy về đi tắm rửa. Khi lúc đó thì có một cái người bạn đi đến và nói với cái ông, cái vợ của ông này rằng là chị hãy bán cho tôi một cái chút ít thịt, bởi vì nhà hôm nay có cái khách quan trọng. Thì người vợ đó biết được cái tấm của chồng thì cũng nói với người bạn của chồng rằng là thịt này bán không có còn, bạn anh đã bán hết rồi, hiện giờ thì ông ấy đang đi tắm. Thì cái người kia nói là chị đừng nên từ chối, bởi vì có cái khách cần, hôm nay có rất khách, thì còn cái cục thịt nào thì hãy để cho tôi, trừ cái thịt dành cho chồng của chị. Thì cái người vợ mới nói rằng không còn thịt nào khác nữa. Thì cái người bạn đồ tể mới suy nghĩ rằng không còn thịt ngoài thịt dành cho anh ta, mà bạn của ta thì không có thịt thì cũng không dùng cơm, vì quý mến bạn thì chắc chắn anh ta cũng không có nhường thịt này cho ta đâu. Và thế là cái người bạn đó, vì tiếp khách cũng vì hỏi xong rồi thì do không được yêu cầu nên cũng nghĩ rằng bạn mình thì không có sao, nên là lấy ngay cái phần thịt đi về và không có cần hỏi han thêm nữa. Và khi cái người đồ tể tắm xong trở về thì người vợ dọn cơm ra cái vật thực và vài cái thứ rau nấu với gia vị, thì ông ta hỏi rằng còn thịt đâu? Không có thịt ông à. Ở đây thì con xin ngưng lại và nói cái câu chuyện này để cho chúng ta thấy rằng là ở bên Miến Điện á, khi mà chúng con qua bên đó tu tập bao nhiêu mấy năm á, thì có nghe một cái câu chuyện, cái người chồng này thì ăn ớt từ nhỏ tới quen rồi, và khi vợ đó thì đi chợ ngày nào cũng mua ớt, cái ớt hiểm về đó ăn. Khi ăn cơm thì ông ta có ớt thì ông ta ăn cơm nó mới ngon được. Thì người hai vợ chồng sống rất hạnh phúc với nhau. Nhưng mà một hôm thì người vợ đi chợ và quên mua ớt, và ở nhà cũng hết ớt. Và khi dọn cơm ra thì lúc đầu người chồng nói thì sao không có ớt. Thì người vợ mới nói, rồi từ từ cái mới nói là hôm nay em quên mua ớt. Và cái người chồng bắt đầu cao giọng lên, rồi bắt đầu người vợ cũng lại cao giọng lên. Và thế là người vợ cầm cái búa, cái người chồng cầm cái búa đập lát đầu cái người vợ và chết tại chỗ. Cái đó là một câu chuyện có thật. Bởi vì chúng ta thấy ở đây cho chúng ta thấy các dục nó rất là nguy hiểm, dầu là một trái ớt thôi, nhưng mà khi chúng ta đắm nhiễm ở trong đó trong nhiều năm, trong nhiều tháng, trong nhiều cái sự suy nghĩ của chúng ta, thì nó đã đem đến một cái địa ngục tai hại, chứ đừng nói chi đến cái miếng thịt bò này. Thì trở lại cái câu chuyện này, trước khi đi thì cái người chồng hỏi, thì người vợ nó không còn thịt đâu, không có đâu. Thì trước khi đi tôi, cái người chồng mới nói là tôi chẳng phải đưa thịt cho bà rồi còn gì. Thì cái người vợ mới nói là bạn của ông đến và nói rằng nhà có khách và cần thịt, mặc dầu tôi đã nói rằng không còn thịt rồi, nhưng mà đây là cái phần thịt dành cho ông dùng, nhưng mà bạn ông vẫn cứ lấy đi và không có thịt thì tôi không thể ăn cơm, bà hãy dẹp cái cơm đi. Thì biết làm sao bây giờ, thì cái ông thôi thì ông hãy dùng cơm đi, nhưng mà cái người chồng không có chịu, mới bảo vợ dọn dẹp cơm rồi. Và ông là cái người chuyên nghiệp về giết thịt bò, nên là ông đồ tể này mới cầm con dao rất là nhỏ và cực kỳ bén, đi ra phía sau nhà, và nơi đó có một cái con bò đang bị cột đứng tại đó. Và ông đến gần con bò và thọc tay vào miệng và kéo cái lưỡi của con bò ra, đưa con dao cắt phăng cái khúc lưỡi của con bò,
Bà sắt vào thì bảo vợ nướng cho mình dùng. Và cái bà vợ nướng cái lưỡi bò trên lửa. Và ông dùng với mỗi vắt cơm, với mỗi một miếng thịt lưỡi bò mà vừa nướng chín thì nghiệp của ông đã tới. Và khi mà ông nuốt cái miếng thịt bò tiếp theo vào thì ông ta chợt đứt ngang, cái lưỡi nó đứt ngang và rớt xuống cái đĩa cơm. Và ngay lúc đó thì ông thọ cái quả ác, ác trong hiện tại, xứng với cái việc làm của mình. Và từ đó máu của miệng ông chảy ra như suối và ông bỏ về nhà rồi giống lên như là con bò bị hành hình vậy. Và lúc này thì cái cậu con trai của ông ta đứng ở gần đó bảo với mẹ cậu rằng nè, mẹ cậu mới bảo rằng này, con hãy nhìn xem cái ác nghiệp của cái ông đồ tể đã hiện diện. Con khỏi lo cho mẹ, con hãy bỏ chạy đi hầu con cứu vãn lấy cái phúc của mình. Bà cậu con trai vì quá sợ chết, bà liền chạy và từ giã mẹ mình rồi chạy trốn và thoát khỏi cái nơi đó. Và cậu đi đến cái Takasina. Và cái ông đồ tể đó thì bò quanh nhà và giống lên. Và rồi khi ông ấy chết và rớt xuống địa ngục Atti. Còn cái cậu con trai khi đến cái thành Takasina thì cậu học cái nghề thợ bạc. Và một hôm thì đã học xong nên là cái người thầy có cái việc đi xa làng mới bảo học trò nè, cái người học hãy làm một cái món nữ trang theo cái kiểu như vậy. Và khi làm xong thì cái người thầy thấy cái người học trò làm rất là ưng ý và thấy được ra nghề rồi. Thì cậu làm đúng theo cái lời của người thầy và khi trở về thì nhìn thấy cái món trang sức của cái cậu ta làm thì người thầy mới suy nghĩ rằng cái người học trò của mình đã đạt được thành tựu cái công việc này và mới cho cái chàng thanh niên này rời khỏi để đi kiếm công ăn việc làm. Thì khi cậu tới cái thành, cái tuổi thành nhân á, thì thầy của cậu cũng gả cái con gái của mình cho cái chàng trai này. Và về sau thì cái gia tộc của cái người con ông đồ tể này rất là sung mãn, có đầy đủ con trai con gái. Thì các con khi trưởng thành á, thì lại biết đến chánh pháp của Đức Phật. Nhưng mà ông chủ này thì lại không biết. Và lại tìm về cái Sawatthi để sinh sống, về cái quê hương cũ với cái sự thành tạo nghề nghiệp và trở lên những cái người có chánh tính trong sạch nơi Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Và lúc đó cha của họ thì vẫn ở tại cái thành Takasila. Và đến tuổi già mà không có được cái chút phước thiện nào. Thì những cái người con có hiếu lên là thấy như vậy nên là các người con mới bàn tính là cha chúng ta đã già rồi, chúng ta hãy rước về ở với chúng ta. Và rồi họ rủ nhau, chúng ta hãy làm cái phước cúng dường chay tăng đến Đức Phật, giáo pháp và chư tăng để mà thỉnh Đức Phật ban những cái phúc chúc an lành cho cha của mình. Và họ cung thỉnh chư tỳ kheo tăng với Đức Phật làm tọa chủ và đến nhà thọ bát. Thì qua ngày hôm sau khi Đức Phật và chư tăng ngự đến tư gia thì họ cúng dường vật thực như cơm, nước, bánh, trái đến chư tăng. Nhờ chư tăng thọ thực xong thì họ thưa với Đức Thế Tôn rằng bạch ngài, cuộc lễ tăng thí này chúng con làm để mà phước cho cha của chúng con được sống lâu, xin ngài hoan hỷ ban những cái lời kinh phúc chúc cho cha chúng con. Thì Đức Thế Tôn bèn kêu cái ông lão mù, lúc đó cha của cái người đó lớn tuổi bị mù, thì Đức Thế Tôn mới nhắn, mới nói rằng này thiện nam, nay ông tuổi thọ đã cao rồi, xác thân đã chín mùi rồi, như chiếc lá vàng rồi, ông không có phước lành làm tư lương để sang qua thế giới khác, ông hãy tự lương nhờ lấy mình để cố gắng trở lên bậc hiền trí,
đừng có làm kẻ ngu si. Và cái câu kệ này được thuyết lên: ngươi nay giống lá héo, diêm sứ đang chờ ngươi. Ngươi đứng trước cửa chết, đường trường thiếu tư lương. Hãy tự làm hòn đảo, tinh cần gấp sáng suốt, trừ có quế thanh tịnh, đến thánh địa chư thiên. Đó là cái bài kích chuyện ngày hôm nay con gửi đến cho tất cả quý vị. Kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý vị, tất cả chúng ta khi có thân xác này thì hàng ngày bốn cái ngọn núi luôn luôn áp đảo: ngọn núi của sanh, của già, của bệnh, của chết, của ác nghiệp, của thân tứ đại, đất nước lửa gió, của phiền não. Chúng luôn luôn áp chế chúng ta, không có sự ngừng nghỉ nào cả. Bất cứ chúng sanh nào sinh ra đều mang một bản án. Từ khi sinh ra là đã mang một bản án tử. Trong tử sinh thì sanh ra làm người thì thật là quý báu. Nhưng mà đối với vòng tử sinh thì nó chẳng có tốt đẹp gì cả. Vì ngày nào còn sinh là còn khổ, còn già, còn bệnh, còn chết, còn chia lìa. Không có phước báo, không có trí tuệ, không có phước báo để làm nền tảng, để có được thân người hay để có được thân chư thiên một cách đầy đủ của các căn, thì trí tuệ nó cũng không sanh khởi. Mà trí tuệ không sanh khởi thì nó không vẹt được cái màn vô minh này. Và những con bò, con heo, con gà, con vịt đó, thì chúng không thể thấy được, chúng không thể hiểu được các sắc là vô thường. Chúng không thể hiểu được mắt là vô thường. Chúng không thể hiểu được sắc của con mắt không phải là đàn bà, không phải là đàn ông. Chúng không thể hiểu được mắt là một thế giới. Chúng không thể hiểu được tai là một thế giới khác với mắt. Chúng không thể hiểu được sắc là khác, thọ là khác, tưởng là khác, hành là khác, thức là khác. Chúng không thể hiểu được duyên khởi của các pháp, và chúng cũng không thể đoạn diệt các lậu hoặc của các pháp. Mà chỉ có sanh vào những cái uẩn cao quý như là được gọi là con người hay là chư thiên, thì cái trí tuệ đó mới được phát triển. Nhưng nó cũng tùy duyên, không phải con người nào cũng phát triển được trí tuệ. Mà có nhiều người cũng phát triển trí tuệ, nhưng mà họ chỉ phát triển trí tuệ trong tục đế. Họ sáng tạo ra những cái đồ vật này kia để sử dụng, chứ không phải là trí tuệ hiểu biết thực chứng các pháp như chúng đang là Đức Phật dạy. Và chúng ta biết được rằng là tất cả chúng sinh
đều là kẻ thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là cha, là mẹ. Tại sao cái tâm nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, những cái tâm này nó cũng là quả của nghiệp? Nhưng nó không thể làm được việc tục sinh. Và tất cả những tâm thì cũng đều chỉ từng sắc la này sanh và diệt, rồi kế tiếp một sắc la khác sanh và diệt, đối tiếp nhau không ngừng nghỉ. Và chúng cũng sanh diệt. Như vậy cái tâm tục sinh chúng cũng sanh diệt. Nhưng mà cái chức năng của nó là đặc biệt, là nó do nghiệp, nó nối tiếp một đời sống mới. Đó là sự nguy hiểm của tử sanh là như vậy. Không ai biết được kiếp sau mình, kiếp sau cái tâm này nó sẽ cho ra cái quả gì. Ngày hôm nay còn là vị sư, nhưng mà ngày mai đã là một con rắn to, là một con giả can. Là một loài dạ xoa. Không ai biết được. Nhưng mà ngày nào phiền não còn, ngày nào cái ý niệm về ngã chưa được buông xuống, thì từ kiếp người chuyển qua một kiếp rắn, một loài địa ngục, một loài bàng xăm, rất là dễ dàng, dễ đến mức không thể tưởng tượng được. Và đó chính là tâm tục sinh. Bởi vì ai ai cũng sợ chết hết. Chính vì sợ chết làm cho chúng sanh hoảng hốt, bám víu vào đời sống và tạo ra rất nhiều những cái ác nghiệp. Nên chính vì vậy Đức Phật luôn dạy, các cái pháp nào mà đem đến xả ly thì Đức Phật đều dạy hết. Những cái dạy về sự chết, niệm sự chết, dạy về thân bất tịnh để làm cái gì? À, để xả ly thôi thưa quý vị. Và trong cái bài kinh tương ưng mà Đức Vua Pasenadi, Đức Phật nói Đức Vua Pasenadi rằng là: thưa đại vương, nay đại vương đã già, và những cái sự già, sự chết, bốn cái ngọn núi đang áp đảo đại vương. Đại vương làm được cái gì? Thì Đức Vua Bát Xê Na Đí mới thưa với Đức Thế Tôn rằng: con còn biết làm gì hơn là phải sống đúng với chánh pháp, phải tạo những cái phước lành để làm tư lương cho mình. Và cuộc sống của chúng ta cũng vậy, không phải đợi đến già chúng ta mới chết. Và cuộc sống này rất là bấp bênh, tử thần luôn luôn có mặt.
và không ai biết được là chúng ta đời sau cái tâm này nó sẽ cho ra những cái hình thù gì, những cái ngũ uẩn nào, không ai biết được. Nhưng mà chắc chắn cái thân này thì nó sẽ kết thúc ở trong kiếp này và không bao giờ được tái tạo thêm một lần nữa, lần thứ hai. Như vậy bất chúng ta đã có vô lượng những cái thân quá khứ đều sai biệt khác nhau. Bây giờ chúng đã là đất nước lửa gió, đó là tứ đại. Và cái thân này cũng vậy, dầu là đẹp xấu hay là sang hèn cỡ nào thì cái quả của chúng đã hiện khởi ở đây rồi, và chỉ chờ ngày tử thần đến và được tan rã. Chúng ta không thể mang cha, mẹ, anh em, bà con, quyến thuộc hay là cái thân này đi qua một kiếp khác, điều đó là không thể. Và kiếp sau thì chắc chắn nó không phải là cái thân thể này. Như vậy kiếp sau nó được tiếp nối ở đâu? Nó được tiếp nối chính ở trong cái hành nghiệp của chúng ta, thiện và ác. Như vậy đời sau cũng không phải là mình sinh ra, mà chính là ác nghiệp hay thiện nghiệp chúng sinh ra, những cái quả của chúng. Và chắc chắn cũng chỉ lại là ngũ uẩn, cũng chỉ là thấy, là nghe, là ngửi, là nếm, là xúc, là chạm, là cứng mềm như lúc này đây. Ngày hôm qua cũng chỉ có những cái trạng thái này, ngày hôm nay cũng vậy, kiếp này cũng vậy và kiếp sau cũng vậy. Và muôn kiếp khác thì cũng chỉ là vậy, cũng chỉ là thấy và đối tượng được thấy, nghe và đối tượng được nghe, ngửi và đối tượng được ngửi, nếm và đối tượng được nếm, xúc chạm và đối tượng là cứng mềm, và những dòng suy nghĩ bất tận. Hàng ngày chúng ta có nhận diện ra được đối tượng thị giác chỉ là đối tượng thị giác không? Hay là luôn luôn chúng ta nghĩ về người này, người kia, rồi sân hận, rồi bực bội, và chúng ta cho những cái đối tượng thị giác như thế này, như thế nọ. Nhưng mà đối tượng thị giác thì nó không biết nói, không biết cười, không biết buồn, không biết vui, không phải đàn ông, đàn bà, không phải xấu, không phải đẹp. Như vậy đối tượng thị giác là gì? Chỉ là đối tượng thị giác mà thôi. Hàng ngày chúng ta có thực sự hiểu âm thanh là gì không? Liệu rằng cái thấy có nghe được âm thanh không? Như vậy thì làm gì có cái tôi nào ở đó? Hay là chỉ có âm thanh và nhĩ căn, chúng làm duyên cho một nhĩ thức sanh khởi và chúng hoại diệt, và đó cũng chính là quả của nghiệp thiện hay bất thiện, chỉ là một sát la ngắn ngủi. Chúng ta chẳng phải tìm pháp ở đâu cả, có điều chúng ta có hiểu hay không. Nếu một ngày chúng ta hiểu một chút về pháp đang hiện khởi trong đời sống hàng ngày, nó quý báu gấp muôn ngàn lần. Những cái khác
chúng ta hiểu được chúng vô thường như vậy, thì chúng ta có đi tìm kiếm cái người này người kia, chúng ta hiểu đâu có ai đâu để mà tìm mà kiếm. Ở trong nhà cũng đầy đối tượng thị giác, đầy đối tượng của âm thanh, đầy của đối tượng sự nghe. Pháp nó đủ ở đó rồi, không có ai ở trong này hết. Và chúng chỉ có sáu thế giới riêng biệt. Thế giới của thấy thì không bao giờ là thế giới của nghe. Chúng cũng không bao giờ sanh chung với nhau. Đối tượng của chúng cũng không bao giờ chung đụng với nhau. Như vậy chúng nào có phải là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi? Danh nào thì sắc đó, đó. Cái cảnh của đối tượng của nó riêng biệt. Và chỉ có đối tượng thị giác nó mới có ánh sáng mà thôi. Chỉ có cái tâm thấy nó mới thấy ánh sáng mà thôi. Nhưng mà tâm thấy nó cũng không phải là ánh sáng. Mà cái tâm thấy nó cũng không phải ở bên ngoài. Tâm thấy nó vẫn sanh ở trong bóng tối. Nhưng mà ánh sáng thì nó chỉ hiện khởi qua con mắt. Đó là thực hiện giờ. Chúng ta hiểu được một cái điều này thì chúng ta sẽ mang cái tư lương này đến bất tử. Chắc chắn một điều là như vậy. Còn chúng ta không có hiểu pháp hiện tại, chúng ta học bao nhiêu kinh điển nhưng mà kiếp sau nó sẽ mất hết. Còn trí tuệ nó đã sanh rồi, nó sẽ được lưu trữ vào trong tâm và không bao giờ bị mất. Hiểu biết đã được in dấu vào trong tâm, đã được tích lũy thì không thể mất được. Còn tất cả những ngôn ngữ đều có thể bị mất, vì chúng ta sanh về xứ này xứ kia, nhưng mà trí tuệ thì không. Khi nào chúng ta hiểu thực sự đối tượng thị giác, chỉ là đối tượng thị giác, chỉ là những cái màu khác nhau, cái sắc y sinh khác nhau của những cái tứ đại nổi lên ở những cái tứ đại khác nhau, thì chúng ta không phải làm cái gì cả. Khi nào chúng ta hiểu âm thanh cũng là một sắc, cũng lương tứ đại mà sanh khởi, và chúng cũng là vô tri vô giác. Sắc của đối tượng thì giác cũng là vô tri vô giác. Sắc của đối tượng nhĩ thức cũng là vô tri vô giác. Sắc của tỷ thức cũng là vô tri vô giác. Sắc của thiệt thức cũng là vô tri vô giác. Sắc của thân thức cũng là vô tri vô giác. Thì làm gì có đàn ông đàn bà, có tôi, có cái này có cái kia. Hằng ngày chúng ta không hiểu sắc nên là chúng ta mê đắm trong sắc. Chúng ta còn không hiểu sắc thì làm sao hiểu được thọ, tưởng, hành và thức. Và khi chúng ta không hiểu được thọ, tưởng, hành, thức nó duyên hợp như thế nào, thì làm sao chúng ta hiểu được dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu. Ở ngay sau khoảnh khắc thấy nghe ngửi nếm đụng này, thì có phải là cái ông đồ tể đã cho chúng ta biết do không hiểu về các sắc không? Và chúng ta đã
sanh đi chết lại vô lượng rồi, không có gì phải sợ chết cả. Và lúc nào chúng ta cũng chết, bởi vì cái chết nó có ba cái dạng chết. Đó là gì? Đó là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm, các cái cảm thọ, danh và sanh và diệt liên tục, không có sự ngừng nghỉ trong đời sống hàng ngày. Sự chết liên tiếp được tiếp nối. Cái thứ hai là sự chết là chấm dứt một kiếp sống, là 50 tuổi, 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi. Và nó nối tiếp một cái tâm tục sinh, cái nghiệp tạo mới một kiếp sống khác. Và không có ai làm cái việc chết đó cả, chỉ có nghiệp chúng làm cái việc đó. Và cái chết thứ ba là cái chết tối thượng nhất, đó là tâm tử của vị A-la-hán. Mà cái chết thì nó cũng phải sinh lên chứ, nó không sinh lên thì làm sao mà nó diệt được, phải không? Nó cũng giống như cái thấy được sinh lên và diệt đi vậy thôi, chả có gì quan trọng cả. Quan trọng nhất là đời sống của một kiếp người được gặp chánh pháp của Đức Phật, được nghe diệu pháp, mà chúng ta có hiểu biết gì về lời Đức Phật dạy hay không? Có hiểu được cái lý vô ngã, lý duyên khởi hay không? Những người nào không bắt đầu từ sáu căn, từ những cái nghe, ngửi, nếm, xúc chạm trong đời sống hàng ngày mà không nhận diện ra được pháp, thì cái người đó sẽ chẳng bao giờ biết được con đường bát chánh, mặc dầu họ vẫn sống trong giáo pháp này, vẫn y áo, vẫn nhận là con của Đức Phật, nhưng mà họ không bao giờ vào được chánh pháp, không thể có được. Và không vào được chánh pháp thì chúng ta sẽ lang thang vô định mãi mãi. Và cái nào mà dùng cái phương pháp này, phương pháp kia, thiền định này, thiền định nọ, mà để hiểu được pháp của Đức Thế Tôn thì thật là lực cười. Chỉ có người hiểu rõ được lý duyên khởi, phải biết được cái nguồn cội, cái gì sanh ra cái pháp gì. Nếu không có con mắt, không có cảnh sắc thì nhãn thức không thể sanh khởi được. Và không có nhãn thức, không có cảnh sắc, không có con mắt thì cái xúc, nhãn xúc không thể sanh khởi được. Và nhãn xúc không thể sanh khởi thì không có nhãn thọ, không có thọ thì không có ái thủ hữu, không có sanh già đâu chết được. Làm gì có ai để sáng tạo ra các pháp, làm gì có ai đặc định được là tôi phải làm như này để nếu ngộ, không có, không bao giờ có chuyện đó. Các pháp luôn luôn là vô ngã, chỉ do duyên mà sanh mà thôi. Trí tuệ cũng do duyên mà sanh, chánh niệm cũng do duyên mà sanh, thiền định an tịnh cũng chỉ do duyên mà sanh. Và cái khoảnh khắc, nếu mà chúng ta khéo nhận biết trong đời sống hàng ngày, thì cái khoảnh khắc bình thường chúng ta sống, cái khoảnh khắc của sự an tịnh, ni dục, ni bất thiện pháp rất là nhiều, nhưng mà tại sao nó không được gọi là chi thiền mà thôi. Còn nếu mà chúng ta không nhận ra được cái điều đó, làm gì mà chúng ta tắt ý mà để ni dục, ni các bất thiện pháp và chứng sơ thiền được? Vì nó có trong đời sống hàng ngày. Vì sao? Vì bất cứ cái tâm đại thiện hợp chí nào thì nó đều có những cái chi tầm tứ hỷ nạc định hết trơn á. Chính vì người ta nhận ra cái điều đó, người ta thấy cái sự đó, nên là cái người như lý tác ý, người ta sẽ tác ý đến cái sự an tịnh này để cho nó ly bất thiện pháp một cách rất là dễ dàng, mà đúng với cái chánh định của nó nữa kìa. Đề mục nó không có tu thiền, tâm bất thiện nó cũng không có tu thiền, và kể cả cái tâm thiện
nó không có trí tuệ nó cũng không thể tu được thiền, mà chỉ có cái tâm trí tuệ nó mới phát huy được cái năng lực của nó. Định nó không thể nào giải quyết được phiền não. Định thì nó có tất cả trong 121 tâm, không có tâm nào không có định cả. Nhưng mà phải là chánh định. Cái tâm nó có chánh định, nó luôn luôn phải đi với trí tuệ. Nó không thể rời trí tuệ mà điểm biểu có chánh định. Không có chuyện đó xảy ra. Nó phải sanh chung. Còn cái sự an tịnh thì nó không phải là định. An tịnh ở đây nó phải là tâm. Chỉ nó rất là rõ ràng. Và nếu chúng ta hiểu đúng giáo pháp thì pháp đó đang có mặt, thưa quý vị, nó đang có mặt. Thì lúc đó chúng ta không còn cảm thấy tham sân si nào quan trọng nữa. Không có hoàn quan trọng nữa. Bởi vì nó chỉ là pháp duyên sanh ngắn ngủi và nó diệt mất thôi. Chúng ta chỉ như lý tác ý xả ly thôi chứ không có làm gì được cả. Làm sao mà chúng ta ngăn cản, đừng có cho tham sân khởi, sân sân khởi. Làm sao mà chúng ta nghĩ rằng ta dùng cái phương pháp ngồi thiền này để ngăn chặn cái này, ngăn chặn cái kia. Đó là sai, không có đúng chút nào hết. Và càng đi như vậy thì càng xa rời với diệu pháp. Và nếu như cái thấy, cái đối tượng được thấy không được biết rõ thì chúng ta biết rõ về cái gì? Biết về khái niệm thì chúng ta đã biết hàng vô lượng kiếp rồi. Có giác ngộ được không? Không, nó là cái thứ phiền não. Nó là cái nhân của sanh tử luân hồi đó. Chỉ khi nào chúng ta nhận diện ra được thực tại ngay tại đây và bây giờ thì mới le lói cái con đường bát chánh, mới chấm dứt tử sanh. Nên là cái chánh chi kiến là cái vô cùng quan trọng. Nếu không có nó thì không có ai giác ngộ hết, giác ngộ sanh tử luân hồi hết. Không phải, người ta nói ngồi thiền theo phương pháp này, phương pháp kia.